Xin mời thanh đồng Nguyễn Thị Trâm đến từ tỉnh Thanh Hóa, xin dâng hầu mẫu với giá hầu quan Hoàng Mười. Dân thủ Nghệ An nhi Đức Hoàng Mười, ông dân thủ Nghệ An vì miền thiên bản làm quan phủ dày.
quạt vàng bút ngọc mực thanh tâm để thơ bát tự vàng chiêm hồn thơ lý đỗ bay trong gió hoàng họa vân thơ đồi sông la thơ gọi sông la cùng núi thuyền rồng bên ngọc sao thành tam môi dâng lên tạ mộng đi
áo nấm mới là người giữa quan hoàng người xưa. Các áo nấm mới giữa quan hoàng người mà chưa tròn thì hoàng để dành để kiếp mà
nào trời có phù ai đâu, ông mơ trời mà có phù ai đâu, sở nguyện mà được như ý, sở mong ông cho được tòng tòng. Người ta sống ở trên đời, con người ta thì sống ở mà chết ra đời. Tiền đi dòng dòng bạc bạc chảy chứ để rồi mà làm ta chi. Cuối cùng thì cũng chẳng đến cuối cùng thì cũng chẳng có đem đi mà đem đi thì cũng chẳng để làm gì cho ai. Cho nên đã có lộc lộc lại có tài đúng đó. Cho nên đã có lộc lại có tài nhưng phải có phúc phúc để mà sống thọ hưởng lộc lộc lộc. Cúc cúc